Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thắt chặt an ninh hộ tống Tổng thống Putin từ sân bay Nội Bài về khách sạn Metropole Hà Nội. Gần 2 giờ sáng ngày 20 tháng 6, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài thủ đô Hà Nội, mở đầu cho chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn xe hộ tống Tổng thống Putin đã di chuyển từ sân bay Nội Bài về khách sạn Metropole Hà Nội trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt, theo thông tin từ báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến phố Hà Nội được thắt chặt an ninh và tạm cấm các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn xe chở Tổng thống Putin. Các lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra liên tục kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường mà đoàn xe đi qua. Đúng 2 giờ 30 phút sáng, đoàn xe chở Tổng thống Putin đã đến đường Ngô Quyền, Hà Nội. Đội dẫn đoàn triển khai theo hình mũi tên, gồm 3 xe đi trước và 4 xe đi sau. Tốp xe đi trước đảm nhiệm nhiệm vụ mở đường, dừng các phương tiện tại các giao lộ để đoàn xe chính di chuyển thông suốt. Các xe sau làm nhiệm vụ khóa đuôi, ngăn chặn các phương tiện khác xâm nhập vào đoàn xe. Chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Mọi hoạt động ra vào tại khu vực khách sạn Metropole, nơi Tổng thống Putin nghỉ ngơi đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Putin sẽ bắt đầu với lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch vào trưa ngày 20 tháng 6. Đoàn đại biểu Nga tháp tùng Tổng thống Putin bao gồm những nhân vật quan trọng như Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng Dmitry Denisenko cùng Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Giao thông Vận tải, Năng lượng và Tư pháp. Đặc biệt, chuyến thăm lần này còn có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực quân sự và năng lượng như Thứ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự và Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga Rosatom. Một số thành viên trong đoàn đã đến Việt Nam từ trước để chuẩn bị cho các cuộc gặp gỡ quan trọng. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hai bên sẽ thảo luận và ký kết một loạt các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực như giáo dục, đại học, tư pháp, quy chế hải quan, y tế và năng lượng. Mối quan hệ Việt-Nga, những bước tiến mới. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Putin không chỉ đánh dấu kỷ niệm 30 năm hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga, mà còn là cơ hội để hai bên thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trong nhiều lĩnh vực. Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Bedetko, cho biết các cuộc hội đàm dự kiến sẽ mở ra những cơ hội mới, đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế phức tạp và sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn. Việc Việt Nam liên tiếp đón các nguyên thủ quốc gia từ Mỹ, Trung Quốc và Nga trong năm qua là minh chứng rõ ràng cho đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam, một chính sách ngoại giao linh hoạt, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ quốc tế, vì lợi ích quốc gia, đồng thời đóng góp vào hòa bình và ổn định trên thế giới. Đây là lần thứ 5 Tổng thống Putin đến Việt Nam, trước đó là các chuyến thăm chính thức vào các năm 2001, 2006, 2013 và lần gần nhất là năm 2017 khi ông đến Đà Nẵng dự APEC. Trong chuyến thăm lần này, ngoài các cuộc hội đàm với lãnh đạo Việt Nam, Tổng thống Putin cũng sẽ gặp gỡ đại diện các thế hệ sinh viên Việt Nam từng học tập tại Liên Xô trước đây và Nga sau này. Các chuyên gia nhận định chuyến thăm của Tổng thống Putin sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho quan hệ hai nước, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều biến động về chính trị và kinh tế. Sự kiện này cũng khẳng định vị thế quan trọng của Việt Nam trong chiến lược đối ngoại của Nga tại khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng, quan hệ Việt-Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng hợp tác lâu đời và tôn trọng lẫn nhau. Chuyến thăm của Tổng thống Putin lần này không chỉ là dịp để hai bên củng cố mối quan hệ song phương, mà còn mở ra những triển vọng hợp tác mới trong tương lai. Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam là một sự kiện quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự cam kết của hai nước trong việc phát triển quan hệ đối tác toàn diện. Với những kết quả tích cực dự kiến đạt được, quan hệ Việt-Nga hứa hẹn sẽ tiếp tục vươn xa, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. Theo thống tấn xã Việt Nam, đêm 19, rạng sáng ngày 20 tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6, theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đón đoàn tại sân bay có Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật. Tham gia đón đoàn còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezetko. Đón đoàn tại sân bay có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật. Tham gia đón đoàn còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezetko. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952 tại thành phố Leningrad, tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Leningrad và là tiến sĩ kinh tế. Năm 1975, ông bắt đầu làm việc tại Ủy ban An ninh Quốc gia, KGB. Từ năm 1985 đến 1991, ông công tác tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Từ năm 1991 đến 1996, ông là Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối ngoại của thành phố Sưu Tầm, Petersburg, Phó Chủ tịch Chính phủ Sưu Tầm, Petersburg, đội Phó Thị trưởng thứ nhất Sưu Tầm Petersburg, phụ trách quan hệ đối ngoại của thành phố. Năm 1996, ông chuyển công tác tới Moskva, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tài chính Quản trị của Tổng thống Liên bang Nga. Ngày 26 tháng 3 năm 1997, ông là Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga. Tháng 5 năm 1998, ông là Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Tổng thống Liên bang Nga, phụ trách công tác địa phương. Tháng 7 năm 1998, ông là Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB, và đến tháng 5 năm 1999 là Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Tháng 8 năm 1999, ông là Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, là quyền Tổng thống Liên bang Nga vào tháng 12 năm 1999. Tháng 3 năm 2000, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga, nhiệm kỳ 1. Tháng 3 năm 2004, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga, nhiệm kỳ 2. Tháng 5 năm 2008 đến năm trên 2012, ông là Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga. Ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga, nhiệm kỳ 3, vào tháng 3 năm 2012. Tháng 3 năm 2018, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga, nhiệm kỳ 4. Tháng 3 năm 2024, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga, nhiệm kỳ 5. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từng 4 lần thăm Việt Nam. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!